Chào mọi người, thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truyền dữ liệu giữa hai con Nora này với nhau. Thì cái mã của này là Nora E32 433 T20DC. Thì để trước tiên là để truyền dữ liệu giữa hai con Nora với nhau thì đầu tiên là phải cùng loại đã. Con này là truyền qua giao thức UART và trước tiên là phải cái mã này phải giống nhau nhé. Đây là model E32 nhé, cái loại 100 mW. Đó, thì nó cũng rất nhiều loại Nora, nhiều tần sóng, nhiều loại lắm. Thì phổ biến ở đây là một cái phổ biến là Nora E32 SX12.8. Thì các bạn lưu ý nhé là ở trên thị trường là thường bây giờ bán hai loại, một loại là 43 T20D và một loại là 43 T20DC. Thì loại D là loại mới hơn này, thường là đúng đúng mẫu thì nó mới đúng cái mã ấy, cả mã sau ấy, thì nó mới chuyển cho nhau được. Đây mình có hai con E32 43 T20DC. Đó. Thì trước tiên để cho hai con này chuyển được với nhau thì mình cấu hình cho nó trước. Thì các bạn dùng cho mình một cái mạch một mạch mạch nạp và mạch UART này, cứ mạch nào cũng được, có kiểu có 200 TXRX là được. Mạch đây USBTTL loại nào cũng được nhé. Thường các bạn cứ lấy ra bốn chân là chân dương âm và TXRX thôi. Các bạn đấu với cái con này thì trước tiên nó cái này để cấu hình con này thì chúng ta cần để cái mức hoạt động á, cái chế độ hoạt động là cái chế độ xứ 3. Nó bốn chế độ hoạt động là từ 0 đến 3 thì các bạn để chế độ 3 là hai chân M0M1 lên mức 2. Hai chân M1 là hai chân này này, hai chân để thứ tự ở chân đây. Thì mình cứ cho hai chân hay M0M1 lên mức cao này. TXRX của con này gắn với TX của con này. Rồi TX con này gắn với RX con này, xong rồi dương âm, dương này âm gắn âm này. Đây được nhá. Thì đây mình có đấu sang một cái bo này để đây, chân hai chân M0M1 này là hai chân xanh dương và xanh lá này. Mình đấu vào hai chân dương của cái này luôn. Đấy, là mình coi mình cấu hình hai chân đấy lên mức cao rồi. Mình cắm vào nhé, sau đó mình cắm một lỗ USB trên máy tính thôi. Trên máy tính rồi, các bạn tải mình cái file mình để dần để dưới phần mô tả. Đấy, các bạn mở mình cái phần VF Lora setting lên nhé. Trước tiên mình xem cái con USB mình cắm vào cái lỗ nào thì mình vào phần device manager này. Các bạn tìm phần bọt này, đây là mình cắm vào cái con cộng 10 nhé. Các bạn chọn mình cộng 10, tùy máy là một máy một cổng, ấn open xong ấn thứ này. Thì đây là một cái số setting của cái con Nora này. Thì các bạn để bao rate các bạn để nguyên cho mình 9600. Đấy, các bạn tích hai này nhé, hai chéo nhau này. Đó, còn cái phần các bạn chỉ quan tâm hai phần địa chỉ và kênh thôi. Thì chỉ các bạn có thể tùy chỉnh từ 0 đến 65.535 này. Đấy, mình để địa chỉ khoảng 9 đi. Còn là kênh thì từ 0 đến 31, mình chọn kênh 10 đi. Đó, xong mình ấn ngoài nhé. Xong. Rồi đến con thứ hai thì tương tự các bạn cắm vào. Sau đó các bạn ấn quay tiếp nhé. À, xong cấu hình hai con với cái tần số vào cái kênh là giống nhau rồi. Thì bây giờ các bạn kết nối cái con này với con Arduino để truyền dữ liệu. Thì đây mình dùng con Uno, các bạn dùng Nano là con dùng được SB được. SB thì nó một số cái lưu ý sau, thì nói chung bạn tìm hiểu thì có thể cấu hình qua bằng Arduino Uno hoặc Nano trước. Ở đây mình sẽ gắn như thế này, dương âm mình lấy nguồn 5V này, đó 205V này. Chân tiếp theo là chân TX này, chân GD này, xong đến chân VC này, chân là bỏ. Chân tiếp theo là chân gì nhỉ, chân TX của con Nora, chân đỏ này, TX gắn vào chân số 6. Chân tiếp theo chân RX gắn vào chân số 7, và hai chân M01 các bạn gắn vào chân 89 cho mình.
cái này mình các bạn có thể đấu tắt đầu 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 tắt 2 chân M01 để nó hoạt động á, mà để mức không mức thấp á, bạn có thể đấu tắt 2 chân này và một cái hai vào chơi đâm cũng được. Còn đây mình trong cốt mình sẽ viết một phần một đoạn để cho 2 chân này nó xuống thấp, là tự nhiên con này nó hoạt động chế độ normal thôi. Các bạn hãy đơn giản thôi, quan tâm 2 chân TX đấy thôi. Đó, chân TX của con Lora thì gắn vào chân số 6, chân RX của nó thì gắn vào chân số 7. Hai bo tương tự nhé. Đây mình có một cái bo nữa. Thì bo này cũng tương tự nhé. Easy thôi. Đó, thì mình sẽ đánh dấu. Ví dụ như con này mình để số 2 này. Còn con Uno mà dùng chip cắm này để số 1. Đó. Mình cứ kết nối hai con này vào trong máy tính đi. Rồi, mình kết nối hai con vào trong máy tính này. Ở trên máy tính thì các bạn trên máy tính các bạn mở mình hai cái cốt LoRa này ra. Đấy, LoRa 1 này, mình sẽ mở lên. Xong mình ra ngoài, mình mở cái cốt LoRa 2. Đây mình sẽ để chia đôi màn hình. Rồi. Đây cốt mẫu nó đơn giản này thôi. Các bạn thể dựa vào cái cốt này các bạn để điều khiển bóng đèn hoặc là cái gì đấy từ xa. Con này thì thông số nó được khoảng sản xuất được khoảng 7 cây số, cái loại 100 mW. Các bạn thì mình chọn tool này, với con thứ nhất này mình chọn cổng. Đây con 1 mình để con con 5 nhé. Xong mình nạp. Với con thứ hai mình để con 4 nhé. Cái này tùy máy các bạn thôi, nó cắm vào con nào thì nó hiện con đấy thôi. Mình sẽ nạp vào. Xong nhé, các bạn mở cho mình cái serial meter lên. Ở hai con nhé. Hai con 4 này. Đây. Bây giờ bạn có thể gửi tin nhắn giữa hai con được. Hai con LoRa này các bạn lưu ý là có thể gắn, nếu mà anh em thử thì có thể gắn bừa một cái anten nào đó vào để em test nhé. Còn đúng thì nó thì nhưng mà đúng thì các bạn thể gắn cái anten tần số 433 MHz, cái anten loại 3 dBi, 5 dBi hoặc 7 dBi đều được. Cái càng khỏe thì càng sao đúng. Mình sẽ gửi mẫu nhé. Cái này cốt này bạn xem cho cốt nhé. Thì nó sẽ một phần là đọc tín hiệu từ đọc ký tự từ bàn phím, sau đó nó sẽ gửi sang bên kia. Đây là cái lệnh gửi cái chuỗi mình gửi cái chuỗi này sang bên kia đó. Đây my share brin này, mình nhập mình gửi chuỗi mà vừa đọc được trên bàn phím. Còn dưới đây là code bên nhận. Thì nếu mà có tín hiệu đây, nếu một tín hiệu từ con kia gửi sang thì nó sẽ lưu vào input, sau đó nên nó sẽ đọc này, sau lưu vào input, sau đó nó in ra màn hình. Mình gửi một chuỗi bên kia nhé. Xin chào. Đó, thì bên con 5 này gửi sang con 6, con 4 và mình ngược lại này. Hello. Đó. Thì nó sẽ gửi qua lại nhỉ. Đấy, đơn giản thôi. Thì dựa đây mình có thể bật tắt LED thôi. Và gì đó rất đơn giản thôi. Còn đây là mình hướng dẫn cơ bản thôi, còn cái video sau mình sẽ hướng dẫn được các cái kiểu truyền mà hướng đến đối tượng, như kiểu là mình sẽ tùy chỉnh kênh của hai con khác nhau, hai hoặc nhiều con, 3-4 con gì đấy, để truyền về một con hoặc là một con truyền đến nhiều con. Rồi, cái này mình sẽ hướng dẫn, đây là mình hướng dẫn cơ bản thôi, còn ứng dụng thì các bạn sẽ xem các video sau nhé. Ok, có thắc mắc thì cứ comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn thôi.